Nhận định trong Tết, tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông sẽ tăng và phức tạp. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mặc dù biết việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia là hành vi nguy hiểm và bị xử phạt rất cao, nhưng hiện vẫn còn rất nhiều người vi phạm. Chỉ tính riêng trong ngày 12 tháng 2 năm 2024, mùng 3 Tết, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã kiểm tra xử lý 187 trường hợp vi phạm. Bên cạnh các trường hợp vi phạm, trong dịp Tết Giáp Thìn này, phần đông người dân đều chấp hành nghiêm túc quy định không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Cùng với việc tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Công an các xã phường thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, cảnh báo nguyên nhân, hậu quả về sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Thời gian tới, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tiếp tục tăng trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện các mặt công tác theo chuyên đề, đặc biệt là kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nâng cao nhận thức người dân đã uống rượu bia không lái xe, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân du xuân an toàn trên từng tuyến đường. Trong 5 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao so với trước Tết trên quốc lộ 91 và tất cả các tuyến giao thông đường bộ từ thành thị đến nông thôn. Nhìn chung thì tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, ùn tắc, vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua 5 ngày thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp công tác, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và chấp hành pháp luật giao thông của nhân dân, đã tích cực phòng ngừa vi phạm trật tự an toàn giao thông và phạm pháp hình sự, xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép không xảy ra. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn toàn tỉnh được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh, đường bộ và đường thủy tổ chức được 195 ca tuần tra kiểm soát lưu động, có 995 lượt tham gia, dừng kiểm tra 5.015 trường hợp, phát hiện vi phạm 598 trường hợp, tạm giữ 457 phương tiện, 4 ô tô, 403 mô tô và 1 phương tiện thủy. Tính từ ngày 8 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 29 tháng 12 âm lịch đến ngày 12 tháng 2 năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người, bị thương 3 người, so với cùng kỳ giảm trên 40% cả 3 tiêu chí. Đáng chú ý là trên địa bàn thành phố Long Xuyên, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đi qua địa bàn tăng cao trong 5 ngày Tết vừa qua. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh, thì Công an thành phố Long Xuyên cũng đã huy động tối đa lực lượng, trong đó là lực lượng Cảnh sát Giao thông trật tự, trực chiến 100% quân số, tổ chức thường trực 24/24 và tăng cường tuần tra khép kín địa bàn xuyên đêm xuyên Tết, kể cả đêm giao thừa và 3 ngày Tết trên các cái tuyến giao thông trọng điểm phức tạp, đặc biệt là tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ và ma túy, trật tự an toàn giao thông trên đường bộ và đường thủy trên cái địa bàn thành phố Long Xuyên được giữ vững ổn định, thì cho thấy là nhận thức của người dân được nâng lên, việc sử dụng rượu bia cũng được hạn chế, thì từ đó là cái tình hình tai nạn giao thông cũng được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ. Trên tinh thần thắng lợi của công tác đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết và sau Tết, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh, Công an các đơn vị địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành pháp luật giao thông, đặc biệt nâng cao hơn nữa, phát triển mạnh mẽ và điều khắp hơn nữa văn hóa giao thông để những người tham gia giao thông chấp hành tốt. Đội Cảnh sát Giao thông tập trung phối hợp với đài truyền thanh huyện và công an các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân hiểu và nắm rõ các quy tắc giao thông để nhằm chấp hành tốt pháp luật an toàn giao thông. Thứ hai là tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trang thiết bị kỹ thuật nhằm xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời thực hiện nghiêm kế hoạch số 15 của Công an tỉnh về việc tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó là chú trọng tuyên truyền các cái quy định
chính sách của pháp luật, các cái quy định về giao thông đến đông đảo người dân để tất cả mọi người dân đều nắm được và thực thi nghiêm chỉnh, góp phần xây dựng cái thành phố Long Xuyên an toàn, văn minh, phân công lực lượng để tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Thì qua đây tôi cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các cái quy định về luật an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và người khác, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và văn minh. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật pháp khi tham gia giao thông. Mỗi cơ quan, tổ chức và mỗi gia đình cần nhắc nhở đối với nhân viên và người thân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Đặc biệt, người đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông để tránh hậu quả cho gia đình, bản thân và xã hội. Cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn giao thông, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị, việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đã làm thay đổi tập quán sản xuất của người dân, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở nông thôn, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Thông qua việc triển khai thực hiện chương trình OCOP, các chủ thể đã quan tâm hơn đến việc xây dựng hình ảnh, mẫu mã bao bì bắt mắt, thông tin đầy đủ. Cùng với đó là chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, để sản phẩm OCOP phát triển hiệu quả và bền vững, thời gian qua, các sở ngành đã tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP trong và ngoài nước, nhất là công tác xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP tại các hội nghị, hội chợ, lễ hội, điểm du lịch, quà tặng, nhằm kết nối cung cầu cho sản phẩm OCOP của tỉnh. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức cho chủ thể sản phẩm để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên sản phẩm OCOP thông qua các kênh bán hàng trực tuyến như Shopee, TikTok. Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, năm qua, đơn vị đã chủ động phối hợp các sở ngành địa phương tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó có các chủ thể OCOP. Nổi bật là việc tổ chức thành công Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long An Giang 2023. Hội chợ thu hút trên 400 gian hàng của 143 doanh nghiệp đến từ 17 tỉnh, thành phố và nước bạn Campuchia. Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh còn tổ chức kết nối với các tỉnh, thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Tuyên Quang, Ninh Bình, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Tháp. Đồng thời, đưa sản phẩm OCOP trưng bày, giới thiệu tại cửa hàng Phan Nam. Qua đó, góp phần đưa đặc sản sản phẩm OCOP của An Giang phát triển rộng khắp. Thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục hỗ trợ các sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm, giới thiệu và kết nối cung cầu cho sản phẩm. Đồng thời, tiếp tục các hoạt động tuyên truyền, rà soát các sản phẩm tiềm năng tại các địa phương để tiếp tục hỗ trợ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.